Xin chào tất cả mọi người. Ngày mới của mình bắt đầu khi mà mình dậy lúc 1 giờ chiều. Và dùng lực gỗ để đầu nó bứt rối tung như thế này. Lựa chọn khác là bạn có thể dùng lực tre, hoặc nếu ở nhà bạn có lược rồi thì hãy dùng đến khi nào nó gãy, nó không thể trái được nữa thì thôi nhá. Hãy nhớ là mình chỉ cần mua những gì bạn thực sự cần. Đó, mình vào vệ sinh để đánh răng và mình dùng bàn chải đánh răng bằng tre của mình. Đợt sinh nhật mẹ thì mình có mua vài cái cho nhiều người thân của mình và còn khắc tên nữa, nó rất là đáng yêu luôn. Và giá cũng rất là khá là ổn. Nếu mà hôm đấy cảm thấy tươi lên tí thì mình có thể dùng một ít đồ trang điểm. Mình thì cũng không trang điểm nhiều lắm và khá là đơn giản, chỉ nếu mà cần thì chỉ một tí son môi thôi. Nên là mình toàn dùng đồ cũ, cũng toàn mấy năm rồi, có lẽ là mình không nên dùng nhưng mà chả cần mua đồ mới, hoặc là mình cứ dùng của em gái hoặc của mẹ. Thế nên là mình cũng chưa tìm hiểu về những hãng có đồ trang điểm zero waste hay là không có nhựa. Thế nhưng nếu mà các bạn muốn thì khi mà đi mua đồ trang điểm hãy luôn kiểm tra xem là đồ đấy có phải là vegan không, hoặc là nếu mà nó ghi là sustainably made hay đại loại như thế. Không thì bạn có thể tìm trên mạng xem có những đồ trang điểm nào trong gỗ hoặc là trong tre, trong hộp gỗ ấy, thì nó cũng tốt. Sponsored by Organic Wives. Hôm nào đến tháng thì mình dùng cốc Nguyệt San của mình. Mình cốc này thì mình mua ở Organic Cup, họ mang trong cái túi nhỏ như thế này. Đợt đấy mình mua lúc mà họ mua một tập một. Vâng, dĩ nhiên là mình cần hai cái cho cái bữa chai là thứ hai của mình. Và mình có mua thêm Organic Wipes. Thứ nhất là vì lúc đấy mình phải mua thêm tầm hình như 7 pounds thì được free shipping. Thế là mình kiểu chọn thêm một thứ. Và mình mua cái wipes này là tại vì giả sử ở Việt Nam mà có vệ sinh không được sạch sẽ lắm thì mình có thể dùng cái này cho nó an toàn hơn. Và cái wipes này của họ thì nó là biodegradable và nó cũng là vegan certified. Thế nên là kể cả vứt đi thì bạn cũng nó có khả năng cao hơn là sẽ được tái sử dụng. Bên trong cái túi này thì chính là cốc Nguyệt San. Mình mua loại không có màu thì nó cũng an toàn hơn ấy, thì nó không có thực phẩm màu. Đây, nó rất là đáng yêu, nhìn nó khá là to, lúc đầu mình kiểu hả, cái này sao cho vừa vào được, you know. Nhưng mà sau khi mình có xem nhiều video hướng dẫn, đặc biệt là của trang Origami, thì họ cũng tư vấn mỗi người đều có loại khác nhau. Và có rất là nhiều tư thế mình có thể dùng để cho nó vào và rồi nó ra. Và dĩ nhiên là nó rất là khó, nhưng mà từ khi mình dùng cái cốc này mình cảm thấy thoải mái rất là nhiều. Tại vì nó đựng được trong vòng 12 tiếng ấy, nghĩa là mình dùng buổi sáng, xong rồi buổi tối về nhà đi chơi, đi làm, đi học các thứ xong hết rồi, về nhà rồi mới cần bỏ ra, chứ không cần phải đi cứ 3-4 tiếng lại phải thay ra một lần ấy. Và mình cảm thấy là cái cốc này sử dụng rất là thích. Dù cái phần cho vào bỏ ra thì khá là khó và phải làm quen, phải làm nhiều thì mới làm quen được. Cái cách mà mình làm thì các bạn kiểu bo cái này vào xong cho vào thì nó sẽ kiểu nhỏ hơn. Sau đó bạn cho vào thì bạn phải cảm thấy là để nó kiểu mở ra như thế này. Không thì bạn có thể kiểu cho tay vào và phải kiểm tra xem là cái phần này nó mình nghĩ là bẩn thôi, nhưng mà nó chỉ là máu thôi mà. Kinh vãi. Nhưng mà vì không phải dùng băng vệ sinh mà cứ vứt đi, với cả tampon nữa. Cái này mình muốn nói là khi mà mình cho vào và cho ra mình cảm thấy hơi khó chịu, nhưng mà khi mà nó bên trong ấy mình chả cảm thấy cái gì luôn. Có một hôm mình suýt quên là nó bên trong, mình còn không định bỏ ra cơ. Mà may mà nhớ ra, ơ sao hôm nay mình chưa làm gì với ấy nhỉ.
thế là cuối cùng phải kiểm tra, thì ra có cái cung này bên trong và cuối cùng mình sẽ phải bỏ ra. Yeah. Anyway, và mỗi khi bạn cần thay thì bạn chỉ cần cho ra đổ cái máu trong vào vệ sinh, sau đấy bạn chỉ cần rửa cái này với nước nóng và rồi lại cho lại vào, thế là xong. Còn nếu mà bạn nào cảm thấy không thoải mái với việc đút cái gì đó vào vagina của mình thì bạn có thể dùng băng vệ sinh bằng vải. Cái đấy mình cảm thấy là nó không sạch bằng, nhưng mà you know, mỗi người có một preference riêng. Tự nhiên chị quên tiếng Việt, preference là cái gì? Quan điểm, sở thích. Mỗi người có sở thích, quan điểm riêng thì mình không cho ai cả. Ví dụ như bạn mình thì bạn ấy là cũng đang cố sống một cách plastic free, nhưng mà với về khi mà nói đến việc đến tháng thì bạn ấy thực sự không muốn dùng băng vệ sinh vải hay là cả cái công phần sang này, và mình cũng có thể hiểu nhiều người họ không cảm thấy thoải mái, và lúc đầu mình cũng không cảm thấy thoải mái, nhưng mà thực sự nó tốt cho môi trường rất là nhiều và nó thực sự rất là thoải mái, kiểu cả ngày đi không cần phải lo, xong nó chỉ cứ trong đấy thôi, xong nó đứng trong cái cốc nhỏ như thế này. Đấy, rồi quay lại chủ đề chính. Bạn nào không thích thì có thể dùng băng vệ sinh bằng vải. Băng vệ sinh đấy thì cũng như băng vệ sinh thường, chỉ có điều là mỗi khi bạn dùng xong bạn chỉ cần rửa bằng nước nóng hoặc là bằng soap, và bạn sau đấy bạn phơi ra và dùng cái khác mà mình có, nghĩa là mình chỉ cần có tầm khoảng 5 đến 6 cái băng vệ sinh vải dùng cho 40 năm gì đấy, thay vì mỗi ngày bạn phải thay 4 đến 5 cái. Một việc nữa mà mình cảm thấy không thoải mái với việc dùng băng vệ sinh vải là tại vì giả sử hôm nào mà mình về quê hay là chỗ ở chỗ nào không sạch sẽ thì mình không thể rửa được cái băng vệ sinh đấy, và mình sẽ phải cho cái đấy vào một cái túi nào đấy trong khi đấy nó có máu và phải chờ về nhà mới rửa được ấy. Tại vì có thể nhiều lúc bạn đi chơi hay là đi đâu đó và sẽ không có nước sạch để có thể rửa được. Khi mà mình tìm hiểu trên trang của họ thì họ có khuyên mình 3 cách và mình có thể họ khuyên mình 3 tư thế mà mình có thể dùng để dễ dàng đưa cái này vào và đưa ra. Cách đầu tiên là bạn đơn giản chỉ cần ngồi như này đang ra xong bạn như này. Thế nhưng cách này mình sợ là kiểu nhỡ mình có làm gì xong nó rơi xù luôn vào vệ sinh thì lúc đấy làm như nào. Thế là với cả lúc mình thử kiểu kể cả mình như này mình cũng kiểu chả thể cho được, kiểu phải không. Cách mà mình làm là cho một chân nó như này và sau đó bạn kiểu đưa vào như thế này và cho ra. Yeah, nó rất thoải mái và nó hơi bẩn ngay, xong bạn nhớ phải lau nhá, đừng có kiểu chân cứ bẩn như thế này không cho anh. Yeah, và cách cuối cùng bạn sẽ không thể nghĩ được là như nào đâu nha. Yeah, nhưng mà người ta khuyên lắm, thế là lần đầu mình thử xong mình kiểu hả, thế nên là bạn phải explore cái cách nào mà tốt cho bạn. Chúc bạn thành công. Trong ngày thì mình dùng khăn mùi xoa để lau tay hoặc là xịt mũi, và có rất là nhiều loại khăn. Mình nghĩ là dùng khăn mùi xoa nó tiết kiệm hơn rất là nhiều. Bạn chỉ cần mua tầm 7 cái, mỗi ngày một cái, và thế là bạn không cần phải dùng rất là nhiều giấy nữa, mà giấy xịt mũi thường lại trong gói nhựa. Về đến nhà sau một ngày làm việc, đi học hay là đi chơi thì mình rửa mặt để bỏ tất cả bụi bẩn đi bằng xà bông tẩy trang của mình. Cái xà bông tẩy trang của mình thì mình mua ở Dove, có mỗi 30.000 thôi. Và nếu mà bạn vẫn dùng lọ nước tẩy trang nhưng mà trong lọ nhựa thì bạn có thể dùng bông tẩy trang bằng vải thì mình được bạn tặng vào ngày sinh nhật, và tặng một cái gói có 8 hay là 10 cái, nghĩa là từ bây giờ đến rất là, có nghĩa là từ bây giờ đến khi mình già mình chỉ cần dùng 8 hay là 10 cái bông tẩy trang này để tẩy trang. Vào tắm thì mình dùng xà bông cho người và xà bông để gội đầu. Xà bông gội đầu của mình khi mà mình mua thì mình không mua loại nhỏ luôn mà mua cả cái xà bông to ấy. Và khi mà dùng thì mình phát hiện ra là cái của mình làm cho tóc mình rất là khô, thế nên mình phải dùng dầu xạ. Tuy nhiên mình vẫn chưa tìm được chỗ nào bán xà bông dầu xạ
giá tốt mà chất lượng cũng tốt. Thế nên là mình vẫn đang dùng dầu xả mà em gái và mẹ mình vẫn dùng. Thế nên là nói chung là trong nhà có cái gì mà người cứ dùng hết. Tại vì thời gian để mình dùng hết một cái lọ gì đấy nó rất là lâu dài. Đây là xà bông gội đầu, còn đây là lọ dầu gội đầu. Các bạn có thể thấy sự khác biệt cách bọc thực phẩm này. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách dùng xà bông gội đầu, nó rất là đơn giản. Đầu tiên là bạn làm mất đâu sao đấy, bạn dùng xà bông và bạn chà như thế này cho đến khi nào bạn cảm giác nó đủ nhiều rồi, rồi bắt đầu gãi gãi và thế là xong. Đơn giản đúng không? Xà bông cho tóc thì mọi người phải tìm hiểu kỹ xem loại nào tốt cho tóc mình, tại vì không phải nguyên liệu nào cũng có thể dùng được. Dù sao thì mình cũng đã thay được xà bông để rửa tay, rửa mặt, rửa cả người và gội đầu, thế nên là cứ phát triển một tí thôi là đều gọi là một sự tiến triển rồi. Để cạo lông thì các bạn có thể dùng dao cạo bằng kim loại hoặc là tẩy lông bằng laser. Cái dao cạo kim loại thì dĩ nhiên là dùng sẽ tốt và bền hơn, tuy là có đắt hơn những loại nhựa một chút, nhưng mà dùng loại dao cạo bằng kim loại thì bạn không phải vứt đi mỗi lần dùng như dao cạo. Tẩy lông bằng laser thì mẹ mình cũng khó bảo mình định đi làm, nhưng mà nó là một quá trình khá là dài, bạn sẽ phải đi lại để làm nhiều lần ấy, thế nên là mình vẫn chưa thể tìm được thời gian để làm và nó cũng không phải là rẻ lắm, đặc biệt là cho học sinh, thế nên là mọi người nên suy nghĩ kỹ về nhiều lựa chọn khác nhau mà phù hợp cho mình. Cái cuối cùng mình muốn cho các bạn xem đó chính là tăng bông hoặc là bông ngoài tai bằng tre hoặc là bằng gỗ. Cái này thì bạn có thể đơn giản là mua trong siêu thị, nhưng mà trong siêu thị thì họ thường có trong cái gói nhựa này, và ở nước ngoài thì họ mới có mấy cái hộp bằng giấy hoặc là bằng tre. Thì một là bạn có thể nhập từ nước ngoài về, hoặc là nếu mà bạn dùng tăm bông này thì nó vẫn tốt hơn là dùng vừa túi nhựa và vừa tăm bông bằng nhựa. Thế nên là mọi người hãy cố dùng cái này nha. Mình chỉ muốn nói rằng là mình không hoàn hảo và mình không judge ai cả. Dĩ nhiên là không phải ngày nào mình cũng làm theo những cái bước này, thì không phải ngày nào mình cũng dùng xà bông gội đầu, tại vì nó thực sự rất là khô. Nên mình vẫn đôi lúc cheat và dùng Tresemme. Sponsor by Tresemme. Đương nhiên là mình cũng không gọi bản thân là zero waste hoàn toàn hay là plastic free hoàn toàn, vì mình vẫn có những bước để phải cố gắng, nhưng mình vẫn cố gắng nhất có thể để có thể giảm chất thải nói chung của mình. Đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình, và hãy nhớ rằng nếu mỗi người làm một điều gì đó thì tất cả chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì.